Nếu cuộc đời bạn đang gặp bấp bênh, hãy nghe 5 câu nói này. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, cuộc đời giống như một vở kịch vậy, đầy những niềm vui và nỗi buồn. Chỉ có sống trong hoàn cảnh của người khác, chúng ta mới cảm nhận được cảm xúc của họ. Người biết cách giữ mình bình yên, không để tâm vướng bận bởi những vấn đề còn con, không đáng trong cuộc sống mới là người thông minh. Sau đây, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 5 câu nói đầy triết lý. Lĩnh hội được, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Thứ nhất, muốn yêu người khác, hãy học cách yêu bản thân mình trước. Trang Tử nói, đạo lý không nên lẫn lộn, nhiều sẽ hóa phức tạp, mà phức tạp sẽ hóa phiền phức sẽ hóa sầu não, mà sầu não thì không thể cứu chữa. Từ cổ chí kim, con người ta phải tu dưỡng đạo đức, lập được thân rồi mới có thể giúp đỡ được người khác. Chúng ta thường tin rằng bản thân mình không đủ tốt và không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Chúng ta muốn được yêu thương, nhưng lại không biết cách yêu thương bản thân. Mà bởi vì vậy nên cũng không thể cảm nhận một cách trọn vẹn tình yêu từ người khác. Học cách yêu bản thân sẽ giúp mỗi người tạo nên một cuộc chuyển dịch lớn trong cách nhìn cuộc sống. Mỗi người sinh ra đã có sẵn quyền tự do và tự chủ. Chúng ta đều có quyền quyết định mọi hành động của mình. Nhưng đôi khi, những hành động chúng ta làm lại đến từ sự thiếu kiểm soát. Từ đó, chúng ta dễ rơi vào trạng thái lo lắng, dằn vặt vì cho rằng mình là nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ của người khác. Bởi vì thiếu tình yêu với bản thân, dường như luôn có một cuộc chiến xảy ra trong nội tâm của mỗi người. Một mặt, chúng ta luôn cố gắng sức để khiến người khác hài lòng. Mặt khác thì luôn trách móc bản thân vì những việc mình đã làm. Có rất nhiều việc trong cuộc sống, một khi nhiều lên sẽ trở nên phức tạp. Một khi phức tạp sẽ biến thành hỗn loạn. Càng hỗn loạn sẽ càng trở thành thảm họa. Cổ nhân đã nói rồi, con người trước hết phải tu thân, tề gia, sau đó mới có thể trị nước, bình thiên hạ. Vì vậy, muốn học cách yêu thương người khác, trước hết phải yêu thương bản thân mình. Thứ hai, bản thân có năng lực mới làm được việc lớn, cần phải lượng sức mình. Trang Tử có nói, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Châu chấu dùng cái chân bé tí của mình mà đá vào bánh xe, đương nhiên là thua. Vì châu chấu đã đánh giá quá cao bản thân, thiếu hiểu biết nên mới dẫn đến kết quả thảm hại. Con người phải hiểu được bản thân mình thì mới có thể đánh giá, khẳng định, nhận thức đúng về chính mình. Mỗi chúng ta đều có ưu, nhược điểm, không nên quá kiêu căng ngạo mạn, cũng không nên coi thường, xem nhẹ bản thân. Mọi người không nên đánh giá quá cao hay quá thấp chính mình. Điều đó rất dễ dẫn đến những bi kịch. Thứ ba, nhìn không vừa mắt là do bản thân chưa đạt đến cảnh giới. Hãy ngừng phán xét. Hamlet từng nói, chẳng có gì là tốt hay xấu. Tốt hay xấu là do suy nghĩ. Ông nói đúng, nếu không có các ý nghĩ thì mọi thứ cứ xảy ra thôi. Và chẳng có gì là tốt hay xấu cả. Chỉ khi chúng ta phán xét thì chúng mới trở thành những tốt lành hoặc tồi tệ, xinh đẹp hoặc xấu xí. Cỏ dại chỉ là cỏ dại khi ta không thích nó. Trẻ con chỉ hư khi ta không thích hành động của chúng. Cuộc sống chỉ tồi tệ khi ta cho là nó tồi tệ. Nhưng còn những thảm kịch thật sự kinh khủng như dịch bệnh, sóng thần hay nạn thảm sát Holocaust thì sao? Chúng chắc chắn là tồi tệ chứ. Qua lăng kính phán xét mà ta được dạy thì đúng là các sự việc này thật khủng khiếp. Nhưng một lần nữa, hãy thôi phán xét. Và rồi, những sự việc này chỉ đơn giản là đã xảy ra. Chết chóc và sự tàn nhẫn có thể sẽ luôn làm ta buồn. Nhưng chúng đã xảy ra và sẽ luôn xảy ra dù cho ta có thích hay không. Trang Tử nói, đừng trách đúng hay sai,
nó là chuyện tất nhiên ở đời. Chúng ta không nên đi phân định rạch ròi đúng, sai. Mọi thứ chỉ là tương đối mà thôi. Thay vào đó, chúng ta nên học cách mở rộng tầm mắt để nhìn thế giới. Đó là một biểu hiện của một cảnh giới cao. Rõ ràng thế giới vô cùng rộng lớn. Mọi người đều có lập trường, cách nhìn nhận riêng. Người trưởng thành là người biết đặt mình vào người khác để xem xét, suy nghĩ, lấy nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, nắm bắt mọi thứ qua cách mà người khác nhìn nhận vấn đề. Điều thứ tư, mọi việc không thể miễn cưỡng, nên thuận theo tự nhiên. Thế giới không ai là hoàn hảo mọi thứ. Tất cả mọi người đều từ những sai lầm và thất bại mà không ngừng tìm ra cho mình một con đường để trở nên thành thục hơn và có thể biết nhìn xa trông rộng. Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Cuộc đời không ai tránh khỏi những sai lầm. Chỉ cần bạn không cố ý làm tổn hại người khác là được rồi. Cuộc đời mấy ai mà không gặp những chuyện không vui, những khó khăn. Nhưng điều quan trọng là mỗi người đối mặt với điều này như thế nào. Giữ được thái độ lạc quan, hướng về phía trước, không quá đặt nặng vào danh, lợi, cũng như không mưu cầu. Bình tĩnh đối đãi thản nhiên với cuộc sống mới là người sáng suốt. Trang Tử có nói, mọi suy nghĩ đều nằm trong tâm mình. Vui sầu là không thể tránh khỏi, chỉ bằng chọn vui vẻ để sống. Người có học thức, đạo đức, cho dù có gặp bất kỳ khó khăn gì cũng không dao động. Cho dù là đối diện với thiên tai, không cách giải quyết thì cũng vui vẻ chấp nhận thiên mệnh. Đó chính là cảnh giới tu dưỡng cao nhất. Mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời đều không thể giữ lấy được mà chỉ có thể là trải qua. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những vị khách qua đường. Một ngày nào đó, chúng ta cũng phải nói lời tạm biệt hết thảy những gì mà mình gặp trên cuộc đời này. Vậy tại sao phải đau khổ vì những điều tạm thời ấy trong lòng, ngày đêm suy nghĩ? Luôn có những điều tốt đẹp vào sớm mai, lúc hoàng hôn luôn có mặt trời rực rỡ, hay những ngôi sao sáng vào đêm hè. Vì vậy, tốt hơn hết, hãy luôn giữ thái độ tự nhiên mà sống. Chờ một ngày nào đó khi nhìn lại, bạn sẽ thấy dù có chuyện gì xảy ra thì mặt trời vẫn mọc ở phía đông và biến mất ở phía tây. Rất nhiều việc không cần phải so đo và tính toán nhiều. Rất nhiều sự tình không nên phân biệt ai đúng ai sai. Một khi càng tính toán thì sẽ càng mệt mỏi. Càng tìm ra ai đúng ai sai thì càng trở nên phức tạp và rối ren. Chỉ có hạnh phúc, sức khỏe và bình an là quan trọng nhất đối với mỗi chúng ta. Trong cuộc sống này còn nhiều chông gai, có thể bỏ qua, xem nhẹ tất cả, thuận theo tự nhiên thì cuộc sống sẽ trở nên hạnh phúc, bình yên và tự tại. Điều thứ năm, nội tâm trong sáng mới không sợ lạc đường. Trong Thế giới loài người của Trang Tử có một đoạn: khi thần thái hòa làm một, không cần nghe bằng tai mà cảm nhận bằng trái tim, không cần nghe bằng tim mà cảm nhận bằng hơi thở. Tai có thể nghe được những âm thanh bên ngoài, nhưng tim mới có thể cảm nhận được âm thanh đó. Và cuối cùng, để cho tâm hồn trống rỗng, ta có thể cảm nhận được hư vô, đưa ta vào trạng thái im lặng, lòng ta trở nên thanh thản. Con người sinh ra có đôi tai để lắng nghe, đôi mắt để quan sát và một trái tim để cảm thụ. Cảm quan bên ngoài khiến con người sinh ra dục vọng, còn cảm thụ nội tâm chính là lá chắn bảo vệ chúng ta không bị lạc lối. Tâm trí của chúng ta giống như một tấm gương. Mặt gương càng sáng, không lem bùn đất thì càng có thể phản chiếu một con người tốt đẹp hơn. Trang Tử đã từng nói, kẻ có nhiều ham muốn, dục vọng là những người hiểu biết nông cạn. Người không biết kiềm chế dục vọng sẽ đánh mất linh tính trong cuộc sống. Phúc phận trời cho, tự nhiên cũng bạc mỏng. Vui nhưng không được vui quá,
vui quá ắt hóa không vui. Nuôi dưỡng dục vọng vừa phải như nguồn động lực, bạn có thể tiến bộ rất nhanh. Nhưng nếu buông bỏ để dục vọng bộc phát thái quá, được nuông chiều vô độ, thì sớm muộn chúng cũng trở thành mãnh thú, thôn tính nhân tâm, khiến chúng ta phạm vào tai họa. Suy nghĩ của con người là phức tạp nhất trên thế giới, nhưng có thể qua bồi dưỡng để trở nên thông thái hơn. Bởi vì chúng ta có thể dùng tai để nghe, dùng mắt để nhìn, dùng tâm để cảm nhận. Không có giới hạn nào của cảm giác, bằng cách kiểm soát ham muốn mới có thể thoát khỏi những vướng bận, bụi bặm, mới khiến nội tâm trở nên trong sáng, ít mắc sai lầm. Gia Cát Lượng cũng từng nói, đạm bạc để sáng tỏ chí lớn, yên tĩnh để chí hướng xa xôi. Trong tâm không có tạp niệm, vô dục, vô cầu, thì sẽ khiến chí hướng càng rõ ràng, càng kiên định. Khi tâm tĩnh lặng thì mới có thể rộng lớn, sâu sắc như bầu trời cao xa. Có duy trì tâm thái tốt thì mới khắc chế được tính nóng vội. Người có thể tĩnh lặng được như thế thì tầm nhìn mới lâu dài, cao xa được. Cuộc đời con người giống như một hồ nước sâu, muốn thông thái sáng tỏ thì phải giữ cho tâm hồn luôn vô tư, tĩnh lặng.